Vào sáng ngày 7 tháng 6, người dân sống ven quốc lộ 61 đoạn qua ấp 1 thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã phát hiện thi thể một người đàn ông nằm chết bên đường. Khán giả Xuân Nguyễn có số điện thoại 0982 3 số cuối 542 cho biết nạn nhân khoảng 40 tuổi và được xác định là người địa phương. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 7 tháng 6, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể nam giới nằm chết ven đường quốc lộ 61, đoạn qua ấp 1, thị trấn Nàng Mau, lực lượng công an Vị Thủy và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác nhận nạn nhân tên Minh, sống tại địa phương. Trước đây, nạn nhân mưu sinh bằng nghề bán kem dạo, tuy nhiên thời gian qua ít thấy xuất hiện tại địa phương. Ngoài ra, nạn nhân còn mắc chứng nghiện rượu, không nghề nghiệp. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, tìm hiểu rõ vụ việc.